Thôi anh nốt hôm nay thôi. Chị Hồng ơi, mày cưới à? Mày cưới sao để em về? Ôm rồi nhưng mà cái đấy lại bỏ phong đây đây. Đấy bà nhìn xem, có kéo mà. Thanh Tú và cái Thanh Hưng kìa. Con dâu nhờ Tiến hợp và chuẩn bị để cuối năm nay cho Hưng lên kìa. Đi à? Làm bốc ở để mang về dưới kia. Mà phải đi xin giấy tờ rồi các thứ ở bên ủy ban còn nhục kìa. Nhưng nó chôn ở đâu? Nó chôn ở đây phóng đoạn. Ai nhà hữu anh bán cho mình chứ con này. Thank you.
Mà giấy tờ nọ giấy tờ kia chứ có phải là được yên ổn đâu. Ừ.